đã ráp các thùng lo ha, từ mẫu nhỏ đến mẫu lớn ha. Rồi ha, đây mình có một số mẫu nè, mới giới thiệu cho các anh em nè ha. Đây, đây là mẫu nhỏ nè, mẫu HA nè ha. HA mình có cũng khá nhiều mẫu đó ha. Đây, mẫu cam đỏ nè. Rồi, mẫu này thì quấn gia lo 3 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi. Đây, một mẫu HA862 xanh nè, có guitar nè ha. Đây, có guitar nè. Thì mẫu này cũng là 3 tấc đơn, 2 tấc đôi, 80W ha. Rồi, còn một mẫu nữa cũng HA862 xanh guitar ha. Mẫu này kích thước là 8x22 cơ. Đây, một mẫu nữa là một mẫu nguồn sung, này là 9.5x22, cũng 3 tấc đơn, 2.5 2 tấc đôi ha. Đó. Mẫu này mẫu ngang, các an ngang ha. Đó. An ngang còn một dạng tấm sắt nó khác nữa ha. Đây một số dạng mạch HA. Đây một số dạng mạch xé 8676 ha. Đây. Mẫu này là đánh có chống hú nè ha. Đánh ra lô 3 tấc đơn hoặc 2.5 tấc đôi. À, cái mẫu này cũng là xe 8676 à, mà nó có nguồn sung DSB chống hú, có nguồn sung à, hay là mẫu 3 tấc đơn 2.5 tấc đôi, công suất là 120W. Đây là mẫu TB316D2 dành cho 4 tấc đơn 3 tấc đôi, 4 tấc đơn là đánh con 51 ha, 3 tấc đôi mình đánh con 38 ha. Ok chưa, mẫu TB316D2. Còn đây là một số mẫu MD. Mẫu MD thì có công suất là 150W. Nó ngang bằng với mẫu TB6D2, công suất 150W. Tuy nhiên mẫu MD nó thiên về bass nhiều hơn ha. Đó, anh em là thích bass thì chọn MD. Cao, mẫu MD. Mẫu này là DSB chống hú nè. Ha, mẫu MD. Một dạng mẫu MD khác nữa. Đây. Có nguồn sung. MD kích thước 12-25. Đó, còn mẫu đây là mẫu MD 9840 này, có live stream, có nguồn sung. Đây mình giới thiệu nhanh cho các anh em mẫu, tất cả mẫu MD là 4 tấc đơn 3 tấc đôi, cũng đánh là 4 tấc đơn con 51, 3 tấc đôi con 38 ha. Đây là một số mẫu dạng xé 8676. Ok, mẫu đây xé 867 PPE, có live stream, có nguồn sung. Ok. Này mẫu có live stream này, có nguồn sung đầy đủ luôn. Còn một mẫu MD nãy mình chưa giới thiệu cho các anh em. Đây. Mẫu này có live stream, mẫu live stream. À, Bluetooth thế hệ đời mới nè. Đây mẫu MD nè. Còn đây là mẫu C8676 nè. 8687H này, công suất lớn này, mẫu này 4 tấc đôi, 4-5 tấc đơn. 4-5 tấc đơn thì con 65, 4 tấc đôi là con 51, hoặc là 3 tấc đôi cũng con 51, xe 8676. DSB Reverb chống hú, có live stream luôn ha. Mẫu này là mẫu 2 kênh riêng biệt này, xe 867BE này. Thấy không? Ừ, 2 kênh riêng biệt này. Mẫu này thì công suất 140W cộng 140W, đánh cho lo 3 tấc đôi hoặc 4 tấc đôi, con đánh cho con 51 ha. Đây là mẫu 3 tấc đôi nè, 4 tấc đôi nè. Còn đây là mẫu 2 kênh CS3818E 100W cộng 100W, mẫu này là đánh cho 3 tấc đôi con 38 thôi. Có chỉnh bass chép micro ha. Ok ha. Còn mẫu này là mẫu DBA, dùng điện 12V đến 24V, có thể dùng cho xe hơi, dùng nguồn 220. Đó, số mẫu mạch mà dạng từ 3 tấc đến 4 tấc mình đã giới thiệu cho các anh em. Đây là hai mẫu công suất lớn nè. Này 1935 nè, bo chạy phát nè, 4 tấc đôi. Công suất là 300W. 4 tấc đôi. 4 tấc đôi, 4-5 tấc đơn ha. Đánh, nếu mà 4 tấc đôi con 65, 4 tấc đơn con 75, 5 tấc đôi con 75, mẫu này 1938 này.
1938 cũng là tương công suất 300W ha. Rồi thì đối với mẫu này thì mình có thể là sử dụng trên vỏ thùng này ha, vỏ thùng lo đây này, mình có cũng có cung cấp vỏ thùng lo đầy đủ hết ha. Đó. Hoặc là nếu dùng thùng lo 5 tấc đơn ha. Thùng lo 5 tấc đơn. À, một số cái mẫu mẫu lo bên mình này ha. Một số mẫu lo bên mình. Ok không? Thì đây đối với cái vỏ thùng lo array này nè. Bên mình có dạng mạch kích thước là 24 42. Mình cũng giới thiệu nhanh cho các anh em. Ok, thì bên mình có cái một dạng mạch này, dạng mạch cao cấp này. Kích thước 24-42 này, có hai dạng. Là dạng 500W, đây là một kênh nè, dạng 500W một kênh nè. Okay. Còn một dạng nữa là hai kênh. Đây. Dạng nó ra hai kênh. Đây, dạng nó ra hai kênh này. Đây, dạng cao cấp ha. Thì mẫu này thì công suất của nó là 250W cộng 250W đánh cho lô đôi. Con 65 đến con 75. Còn mẫu này thì đánh con đánh lô đơn, con 75 đến con 100 ha. Đánh ok 500W ha. Rồi mình thử tiếng micro cho các anh em ha. Đó. Ngoài ra mình còn một số linh kiện như là micro ha. Lo đầy đủ, bình đầy đủ hết. Thì các anh em nào có cần liên hệ với mình sẽ cung cấp đầy đủ linh kiện cho các anh em. Này mình test thử mẫu cho các anh em trên ba mặt. Thử tiếng micro ha. Ok, thì đối với cái mẫu mạch hàng cao cấp này nó cái tiếng reverb nó đặc biệt lắm. Vì sao? Vì cái nó dùng một cái con chip lập trình DSP reverb riêng biệt. Tần số lấy mẫu nó cao nên là cho nên là cái tiếng reverb nó rất là mượt ha. Đây, nó có 5 tầng tĩnh EQ nè. Đây. 100 hạt, 500 hạt, 1 kg, 5 kg, 110 kg nè. Thì do vậy là cái tiếng bass của nó kéo xuống rất là sâu. Cần xem là cái tần số của giải tần sấp ha. Nghe ha. Đây. Đó, trong hú nè. Reverb delay echo nè. Cái reverb nãy mình test nhanh cho các anh em á, nó hấp dẫn lắm. Đó. Nó mượt lắm. Đó, mình test lại lần nữa nè. Cái lý do của mượt á là cái lý do là tần số nên lưu ý ha, tần số lấy mẫu. Tần số lấy mẫu càng cao thì cái tiếng độ xử lý điều hòa nó mượt. 1 2 4 1 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
và thùng lo hoàn thiện. Anh em nào muốn mua sản phẩm hoàn thiện đều có, muốn mua linh kiện thì mình cũng cung cấp vỏ thùng, vỏ mạch, micro, bình đầy đủ hết, lo đầy đủ hết cho các anh em. Thì đây là nó có hai khối vệ tinh, một khối bát súp này. Thì khối bát súp mình đang lắp lo là từ 190 con 75 ha. Để cho cái tiếng bát nó sâu xuống ha. Ok, mình thử nhanh cái tiếng nhạc cho các anh em nè. Thank you.
Số cái linh kiện ha, đó, đã ráp thành các thùng lo từ nhỏ đến mẫu lớn ha, từ công suất nhỏ đến công suất lớn ha, kết thúc video tại đây.